dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, không bao giờ quên. We have a good picture. Đồng một lòng tung can hiếu phụng, hòa toàn dân quân kháng chiến cùng hậu vệ để Việt Nam Cộng Hòa đồng xuân phục. Tha thiết thỉnh cầu Đức Quốc Công Đạo Minh Quân là bậc chân chúa dòng dõi đế vương hội thế tầm nghĩa hiền đức thánh minh, là đấng minh quân xuất thế, là hội thân nhân đạo Phật môn, con chúa trời tạo dựng càn khôn, xin Phật đại quốc công hoàng đế tấm lòng đất ngài trung nghĩa sắc son, gương sùng ái phụ nữ nước non, lấy chi nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn, phục vụ nhân dân làm nên sống sức lượng nước ngài hội lái nhất thông, tinh thần ngài dõi theo thối đến ngàn năm, như ngọn đuốc trên cao tỏ rực biến tối tăm thành ánh sáng dạt dào, một lòng vì nước lại vì dân, tình sâu nghĩa nặng chiếu xuống đến trường, chúng tôi thề luôn tiếp bước theo sau, được vinh dự vì nước xã tâm nhân tâm trí lực một lòng hiến dân, biết theo ngài cho trọn tình trọn đạo, xin đức ngài đón nhận đăng quang làm hoàng đế Đại Việt, nắm giữ chủ quyền lãnh thổ biên cương, đuổi loài tỷ đỏ trút phê tàu miền cộng sản, để cứu dân cứu nước, phục hồi chính thể quân chủ hiến định của cha ông tiên tổ, tạo lại truyền thống hào hùng cho dân tộc, tái kiến nền văn hóa ngàn năm, mang lại hòa bình an lạc hạnh phúc phùng vinh cho muôn dân, tổ quốc đời đời rạng danh hồng đẹp, vương mình sánh vai cùng anh em năm châu quốc Việt, cộng hưởng hòa bình hóa ca thịnh trị, thượng nhân thánh đức muôn đời, di đức ngài cung thước mái chèo Việt Nam, lũ cộng sản thanh lam bạc nhược vì chúng mà đất nước điêu linh, thưa đức ngài bậc chân chúa anh minh, men
phiên mệnh khắp tân cộng đồ, thường ngày đi chinh phục quang minh, nẻo ngày về muôn người chờ đợi. Hào quang chói lò đạo được hương hoa, hỡi được ngài xin chớ bỏ qua. Người hương vương quốc ngai bò Đại Việt, nước ngài cầm lái con thuyền dân tộc, nước Việt Nam sẽ độc lập trường tồn. Khẩn cầu ngài tha thiết nỉ non, xin ngài gửi tọa cứu con cho ngài. Thỉnh cầu đức quốc công lên ngôi hoàng đế, chúc phê tà viên cộng sản, triệt hạ chủng thiết ác ma vĩ đỏ, cứu dân cứu nước, xin kinh cận tiên dân, đồng lòng đồng thanh dân tâu chương thỉnh nguyện. Chúng tôi trân trọng mời chính vị tướng lãnh và đại biểu cao cấp được đề cử nhận vinh dự thay mặt đồng bào và ba quân tướng sĩ để dâng thỉnh nguyện thư. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống chấp nhận đăng quang làm Hoàng đế Việt Nam. Trung tướng Lâm Ái Huệ, Thiếu tướng Võ Kim Lan, Thiếu tướng Huỳnh Kim Lữ, Chuẩn tướng Huỳnh Thấm, Đại tá Nguyễn Petrick, đại biểu Triệu Lệ Trinh, đại biểu Pha Lê, đại biểu Phạm Thị Hoa, đại biểu Đỗ Tuyết. Next, we cordially invite nine nominated generals and senior delegates to receive the honor on behalf of the compatriots and all soldiers to present our petition to Imperial Duke President Dao Midwon to request him to take the throne of Emperor of Great Vietnam. Lieutenant General Lâm Ái Huệ, Major General Võ Kim Lan, Major General Huỳnh Kim Lữ, Brigadier General Huỳnh Thấm, Colonel Nguyễn Beatrice, National Representative Triệu Lệ Trinh, National Representative Pha Lê, National Representative Phạm Thị Hoa, National Representative Đỗ Tuyết. Trân trọng kính thưa Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, thưa quý tướng lãnh, đại biểu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa đồng bào Việt Nam cùng toàn thể quý quan khách có mặt trong đại hội hôm nay. Hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2023, trước bàn thờ Tổ quốc, trước đại hội lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 để tôn vinh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những người lính đồng minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do và bảo vệ miền Nam Việt Nam khỏi những kẻ xâm lược Cộng sản Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và kỷ niệm 32 năm ngày Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng tôi là đại diện cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, các tướng lãnh, thành viên, đồng nhiệm, các chiến nghĩa hữu Việt Nam Tân Dân Chủ và tất cả quý vị đại biểu Chính phủ trên toàn thế giới cùng với đồng bào và những giới chức đồng nhiệm trong quốc nội. Xin trân trọng kính dâng lên ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lời thỉnh nguyện bằng tất cả tấm lòng và tâm huyết của chúng tôi như sau. Kính thưa Đức Quốc Công Tổng thống, kính thưa đại hội và toàn thể đồng bào, sau khi Cộng sản cướp chính quyền quốc gia Việt Nam tại miền Bắc năm 1945, và sau đó tiến hành chiến tranh xâm lăng miền Nam,
cả nước như một lò thuốc súng. Nhưng sau khi Cộng sản chiếm được nước ta ngày 30 tháng 4 năm 1975, để dựng lên cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Việt Nam, thì quê hương thân yêu càng bị chúng làm cho tàn tạ. Có hàng triệu người phải bỏ nơi chôn nhau cắt rúng để ra đi, bị bỏ thay nơi biển sâu, rừng xa, thật đau thương, ai oán. Còn những người ở lại phải sống trong gông cùng kiểm soát tinh ma của Cộng sản, như những thây ma biết đi trên những vùng kinh tế mới và giữa phố thị do những công an Cộng sản trấn lột. Gái phải bán thân cho ngoại nhân, trai phải làm lao nô, lao nô tứ xứ. Chưa bao giờ quê hương Việt Nam phải chịu cảnh tang thương, nhục nhã, khốn cùng như vậy. Những nhà ái quốc trong nước đã bao phen vùng dậy, nhưng đều bị Cộng sản sát hại, tù tội, khủng bố, dã man, hàng loạt nên đều bị tan rã. Vì vậy, lòng yêu nước, khí huyết quật cường chống ngoại xâm tuy bộc phát, nhưng không thể phát triển được trong nước như các quốc gia khác. Mai thay, nhờ vào ân điển của Thượng Đế, của hồn linh ký thiên của đất trời Việt Nam hôn đúc, và với sự giúp đỡ của người bạn đồng minh Hoa Kỳ, nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập kể từ ngày 21 tháng 10 năm 1990 do một chiến sĩ quốc gia kiên cường, bất khuất, một nhà lãnh đạo đức độ, tài ba để giúp dân cứu nước. Người đó chính là một con dân Việt Nam chân chính, đã được ba thế hệ gồm lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam bầu làm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991. Và sau đó, hàng triệu đồng bào Việt Nam trưng cầu dân ý bầu làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Người cũng được Quốc hội Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa khóa 1 gồm 1.700 đại biểu trao tặng danh hiệu là Đức Quốc Công. Tên người là Đào Minh Quân, một trung úy quân lực Việt Nam Cộng hòa, vị chỉ huy của đơn vị lừng danh Hắc Hộ trong những năm 1972 đến năm 1975 ở vùng địa đầu giới tiến Quảng Trị, thuộc vùng một chiến thuật và biên giới Việt Miên Lào. Một người đã vượt thoát Cộng sản để gây dựng sự nghiệp và thành công vượt bậc ở Hoa Kỳ. Trong những năm 1980, người đã nuôi dưỡng các hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Ngài chính là đại diện cho tinh thần và truyền thống Việt Nam chân chính. Một người, một tinh thần bất khuất, kiên cường nhưng hiếu hoàng, độ lượng đầy yêu thương. Ngài đã truyền bá, nuôi dưỡng và hun đúc cho các thế hệ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa tinh thần và tâm huyết của Ngài đến muôn người. Dù thân ở hải ngoại, nhưng Ngài chính là linh hồn của Việt Nam được kết tụ từ hồn linh khí thiêng của dân tộc Việt và đang tỏa sáng. Ánh thái dương đó đang chiếu rọi khắp thế giới, đã chiếu vào trong bất nội, tận núi sâu, rừng xa và thôn quê hẻo lánh, để ngày hôm nay đã có biết bao vị anh cư hào kiệt Việt Nam từ trong ra ngoài nước và khắp nơi trên thế giới đã tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, được vinh dự cùng đứng dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ chính nghĩa dân tộc do Ngài lãnh đạo. Chúng tôi quyết lòng đem tâm huyết và máu xương cùng tiến bước với Ngài để tiếp tục bảo đảm chắc chắn rằng
lẽ sống này của dân tộc Việt Nam, của hậu duệ Việt Nam, của truyền thống văn hóa và tâm linh của người Việt Nam được nuôi dưỡng, được bảo tồn, được bảo vệ bằng chính cuộc sống của chúng tôi, của toàn dân Việt Nam. Cùng nguyện trong hơi thở, huyết lệ và mồ hôi của Ngài đã và đang dâng hiến cho Tổ quốc. Dù Ngài ở nơi đâu, tinh thần của Ngài luôn bất diệt, mãi mãi được trân trọng, tôn vinh, tiếp tục duy trì và phát triển trong dòng máu của các thế hệ hậu duệ Việt Nam chân chính kế thừa. Ngài đã tạo nhiều thành tựu chính quan trọng. Ngài đã dâng hiến tất cả tài sản để giúp đỡ 200.000 đồng bào trong 17 trại tị nạn cộng sản vùng Đông Nam Á. Ngài đã công bố kỷ nguyên Tân Dân Chủ và sáng lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ và đề nghị một chính phủ toàn cầu vào năm 1987. Ngài đã cùng những nhà ái quốc lột mặt nạ Hồ Chí Minh, chỉ là một gián điệp tàu cộng, không phải là người Việt Nam, đã bẻ gãy âm mưu của Cộng sản khi chúng nộp đơn xin UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới năm 1990. Ngài đã ra tuyên cáo với thế giới để phủ nhận tất cả giao kèo, hợp đồng do Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết. Ngài được Đại hội Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ mời để tuyên bố tiếp tục cuộc chiến chống lại Cộng sản Việt Nam. Ngài xác định chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông và yêu cầu tàu cập rút ra khỏi hải phận Việt Nam năm 2010. Ngài nộp đơn tại Tòa Hình sự Quốc tế kiện 19 tàu sở Cộng sản Việt Nam, trong đó chỉ ra tội ác diệt chủng chống nhân loại của Hồ Chí Minh là tên cầm đầu năm 2013. Năm 2015, Ngài kiện tàu cộng tại Tòa án Quốc tế đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Ngài đã đưa ra chiến lược trưng cầu dân ý năm 2017 để xác định ai mới là người chính thức đại diện cho Việt Nam. Ngài đã ký sắc lệnh cho Hoa Kỳ và đồng minh tiến vào hải phận Việt Nam để bảo vệ hải phận và an toàn cho đường hàng hải ngang qua Đông Nam Á. Ngài đã đứng ra khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và chính thức nhận trọng nhiệm Tổng thống ngày 11 tháng 11 năm 2018 để đáp ứng lòng dân qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Ngài đã lái con tàu quốc gia theo đường lối tâm trị, ôn hòa, có chiến lược và chiến thuật, đã từng bước đã dồn kẻ thù cộng sản vào chân tường, không dám sát hại dân chúng như trước. Ngài đã ký ban hành hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Quốc hội khóa 1 bàn thảo và đồng thuận ngày 16 tháng 2 năm 2020. Cuối cùng, vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại Tòa án Môi trường Quốc tế, theo án định INC 20215, Ngài đã thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim và 5 đồng sở Cộng sản Việt Nam cùng 1 triệu đảng viên đồng lõa phạm tội, phải liên đới, phải trả cho Ngài mỗi tên 20 tỷ Mỹ Kim. Ngài đã được Tòa án Môi trường Quốc tế ủy nhiệm làm thống lãnh lực lượng cảnh sát môi trường thế giới. Thế giới hiện đang đón chờ một chính phủ cho toàn cầu do Ngài lãnh đạo để tạo an bình, hạnh phúc cho nhân loại. Hôm nay,
nhân dịp lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 2023 và cũng là kỷ niệm 32 năm Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng tôi, những người Việt Nam trong ba thế hệ gồm lão niên, trung niên và thanh niên, có người đã gần 100 tuổi, đã sống qua hai thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, có người mới đôi mươi, nhưng đều là nạn nhân của bọn cộng sản bán nước, hại dân, quyết không đội trời chung cùng giặc nước, tay sai tàu cộng, nhưng đã cảm nhận được, biết được, thấy được, rất kính phục tấm lòng yêu nước, thương dân đầy nhân hậu, tha thứ, độ lượng, phục vụ, hy sinh vô bờ bến của Đức Quốc Công hơn nửa thế kỷ qua. Chúng tôi cũng đã được Ngài huấn dạy quyết noi theo gương sáng của Tổng thống để dấn thân vì Tổ quốc. Này, chúng tôi mang tiếng nói của quý đồng nhiệm và đồng bào trong quốc nội cùng tất cả thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại, xin thỉnh nguyện Đức Quốc Công vì yêu cầu cấp thiết của tình hình hiện tại, đất nước không thể để chìm đắm lâu hơn trong tay giặc. Nhà phải có nóc và quốc gia cũng phải có một vị hoàng đế anh minh, đức độ như Ngài, để uy nghi lãnh đạo quốc gia theo truyền thống dân tộc, để gìn giữ kỷ cương văn hóa, luân thường đạo lý và chủ quyền đất nước, để hội tụ những anh hùng, hào kiệt và anh thư chân chính Việt Nam khắp bốn phương, cùng chia sẻ bổn phận và trách nhiệm khi tổ quốc bị giặc xâm phạm, cùng hãnh diện góp mặt với thế giới, chung vai kiến tạo một chính phủ toàn cầu. Hiện tại, người dân đã sáng mắt nên lũ sâu mọt cộng sản không thể dễ dàng lừa bịp, tạo chia rẽ, phân hóa dân tộc chúng ta như trước đây chúng đã làm và đã thành công trong thời Pháp thuộc và đệ nhất, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Và một cách không phải ngẫu nhiên, Đức Quốc Công đào minh quân như trời đã định ngôi sẵn sàng. Ngài lại là hậu duệ chính thống của dòng Trúc Lâm, hoàng tộc Trần Triều, là dòng dõi của vị vương gia đã ba lần đánh bại quân Nguyên, được dân chúng kính yêu nhất. Đó là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Ngoại tổ của Ngài cũng là vị đại thần được dân Việt rất thương mến, nhìn nhận là Đại Quốc Công, đã viết ra bản Bình Ngô Đại Cáo, có công lao thiết lập, xây dựng nên cơ đồ triều đại nhà Hậu Lê để phục vụ nhân dân. Đó là Đức Khai Quốc Công Thần Nguyễn Trãi. Từ hai dòng máu anh hùng và thánh thiện của tổ tiên, thật tuyệt vời này. Đương nhiên, Ngài hội đủ những tố chất tinh truyền của dân tộc Việt Nam. Chắc chắn, Ngài phải là một vị lãnh đạo anh minh, dũng lược, đầy tình yêu thương và có đức đại nhẫn, đại lượng để đoàn kết toàn dân. Ngài chính là vị chủ nhân được trời ban cho dân tộc Việt Nam, may mắn của chúng ta, nhất là trong thời điểm cần thiết để hồi sinh dòng sinh mệnh của Tổ quốc đang bị Cộng sản tàn phá, hủy hoại như hiện nay. Toàn thể dân quân chúng tôi cùng cầu xin Ngài chấp nhận lòng hoàng đế Việt Nam, để chúng tôi cùng có chung một thông điệp gửi đến toàn dân và toàn cầu là: một vị minh quân thuộc hoàng tộc Trần Triều đã chính thức đứng ra lãnh đạo các nước. Giống như ngày xưa, Đức Thánh Trần đã lãnh đạo toàn dân tộc đánh đuổi giặc Mông Nguyên, như Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế để triệt hạ quân Thanh. Thông điệp này như một tiếng sấm vang dội sẽ làm thức tỉnh
những người Việt Nam còn mơ ngủ, nghe tiếng sóng mà giật mình tỉnh giấc, để cùng hòa vào dòng sinh mệnh của dân tộc, để cùng đứng lên đón chào thời đại mới. Nước Việt đã có vua. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, quá khứ và hiện tại của Ngài đã tự chứng minh tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến qua cuộc đời dấn thân, hy sinh, đầy chịu đựng, nhẫn nhịn của Ngài hơn suốt 50 năm qua. Kể từ khi chào đời đến giờ, đã chứng minh Ngài là người yêu nước. Chân chính đã chứng minh rằng cuộc đời Ngài đến thế gian này chỉ cho dân tộc, cho đất nước và đồng bào của Ngài. Ngài là tấm gương thật sự của yêu thương, phục vụ và hy sinh cho đất nước và dân tộc, đồng bào. Ngài chứng minh qua tính cách của Ngài, một người tử tế, nhân hậu, vị tha, rộng lượng, kiên nhẫn, kiên định, dũng lược, mưu trí, tài ba. Và nhất là Ngài là một người hữu thần, một vị con trời, một bậc chân tu đã đạt được khai ngộ, xây dựng nhất dân tộc phục hồi mọi diện mối đạo nghĩa, đến bến bờ vinh quang, trường cửu. Ngài cũng sẽ tạo được chiếc cầu hòa bình hợp tác, nối liền cho anh em nhân loại toàn cầu. Khi khai sáng, đưa ra chủ thuyết tân dân, con đường hòa bình cho nhân loại. Chúng tôi, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, xin cùng với tất cả thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, toàn thể đồng nhiệm, tất cả chiến nghĩa hữu Việt Nam Tân Dân Chủ trên toàn thế giới, cùng những người dân đang đau khổ vì bị Cộng sản thống trị tại nội địa, đồng dâng lời thỉnh nguyện và cầu khẩn, kính mong Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chấp nhận đăng quang làm hoàng đế, để lãnh đạo nước Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ vinh quang hạnh phúc. Ngài sẽ lãnh đạo và dẫn dắt chúng tôi thực hiện những bước chiến lược quyết định để đem lại chiến thắng, khải hoàn cho cuộc cách mạng tâm trị, loại bỏ chế độ cộng sản tại quê nhà, cho toàn dân được hít thở và vui sống trong bầu trời tự do tại Việt Nam, cho những người con xa xứ được hãnh diện trở về quê nhà, đoàn viên cùng những người thân ruột thịt, cho những nhà ái quốc được vinh dự bước ra khỏi chốn lao tù cộng sản, cho dân ta được no cơm ấm áo, được hãnh diện sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn bể, cho chủ nghĩa cộng sản phải tan rã, cho hòa bình thành trị nở hoa muôn đời trên đất nước Việt Nam và khắp nơi trên toàn thế giới, để nhân dân Việt Nam và nhân loại chuyển bước sang thời đại mới, thời thượng muôn thánh đức. Một lần nữa khẩn xin Ngài vì lòng yêu thương dân tộc và nhân loại mà chấp nhận. Kính chúc Đức Quốc Công khỏe mạnh, trường thọ, sáng suốt, mạnh mẽ, tràn đầy hồng ân thánh phước của đấng tối cao trời Phật. Kính chúc quý quan khách, quý tướng lãnh, đại biểu có mặt hôm nay luôn được khỏe mạnh và bình an, sáng suốt và đoàn kết cao sơn gắn bó dưới sự lãnh đạo của vị hoàng đế anh minh của chúng ta, Hoàng đế Đào Minh Quân, để cùng nhau đi đến chiến thắng vẹn toàn, khải hoàn khao trên đất mẹ Việt Nam. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Toàn thể thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và ba quân tướng sĩ cùng đồng bào trân trọng quỳ dâng thỉnh nguyện. Và sáu vị lão thành được vinh dự trọng dân tín vật gồm có nữ sĩ Lê Phan, dân nhận, đại biểu Lê Văn Phan, dân ấn tín, đại biểu Cúc Trần, dân hoàng bào, đại biểu Thúy Tha, dân vương miện, đại tá Huỳnh Xuân Yến,
dân Bảo Quốc Quân Chương, Trưởng tướng Nguyễn Hữu Chí, dân Ấn Tín, Thiếu tướng Đào Kim Quang, dân Tấu Chương và Thỉnh Nguyện Thư, and six seniors who received the honor to offer the Bosetti R. Religious Intellectual Lê Phan offer ring. National Representative Lê Văn Phan offers King Seal. National Representative Quốc Trần offer Royal Robe. National Representative Thủy Tha offers King Crown. Colonel Nguyễn Xuân Yến offer National First Medal. Brigadier General Nguyễn Hữu Chí offer King Seal. Major General Đào Kim Quang offer Petition Document. Đồng lòng thỉnh nguyện.